Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Giọng Cà Mau Farody. Ủa, cô ca ăn cái gì đó? Cô ca ăn cái gì? À, cục xương giả mọi người. Cái cục xương mà làm từ cái da bò đó. Trọng mua mấy cục về để cho mấy bé gặm chơi đó. Con này con Nga nha, nó chuyền nha. Gặm rồi, sáng giờ mà gặm banh hết cục rồi nè. Cục xương da bò này nó cứng lắm, hình cục xương mà làm bằng da bò. Mấy bé gặm đỡ buồn. Gặm từ từ cái nó cũng ăn được mòn mòn được miếng. Ai đây? Tí tí. Đấy. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Nó phải thế, nó phải giỡn gì chứ. Giỡn vui vẻ như thế mà. Xấu xí. Xấu xí, xấu xí, xấu xí. Ồ, xấu xí nè. Xấu xí, xấu xí. Hôm qua khán giả nói anh không thương xấu xí kìa. Xấu xí nói đi, xấu xí nói thương đi. Ồ, bà này nghe, nghe tên xấu xí gành tỷ thấy chưa? Thôi nè tỷ, em có bầu rồi tỷ à. Em bữa nay là cái bụng to lắm mà nha tỷ. À, bữa nay là chồng xác nhận là tỷ tỷ chắc có bầu thiệt. Bây giờ phải đợi hết dịch em đi khám thai cho nó. Khám thai chồng chỉ hy vọng đẻ một con thôi chồng nuôi. Nè bây giờ để chồng quay ngược cái máy lên, chồng quay cái bụng nó thì cho mọi người coi. Ố đây nè, đó. Đó 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 đó. Đó. À đây. Làm gì đây? Nó áo còn áo tôi lông cỡ này nè. Người ta là người ta đại gia, người ta mặc áo lông cừu, à, lông sói. Còn trọng đại gia đó mọi người. Áo trọng toàn dính lông chó. Mấy người người ta đại gia nữa không? Tao khoác trên người khăn khăn áo lông thú đó. Lông con này, con kia, con gấu, con gì đó. Trọng thì trọng cũng đại gia. Nhưng mà trọng áo trọng toàn với quần á, toàn là dính lông chó không à. Nghe mấy đứa, mấy đứa cho anh thiệt là nhiều lông vào vào áo. Người ta sức dầu thơm là Gucci, Chanel. Còn đây sức dầu thơm nước tiểu chó bắp rồi đó. Lùng. Ê ê ê ê ê. Ê, mấy đứa này, ngừ nhau làm cái gì? Vì có cái miếng da bò mà dành lộn. Mọi người biết sao dành không? Còn có một miếng à, con hổm trọng mua tới mỗi con một cục lận. Về không con nào ăn hết để mà nó ngâm vô nước nở thè lè luôn. Bữa nay hồi sau qua trọng kiểm lại sót một cục, thảy ra. Giờ có một cục nó dành vậy đó, Lucky. Kệ kệ nó Lucky. Thế số đó có ngon lành vậy đâu Lucky. Nè mọi người thấy Lucky nó gần ra này này. Nè mấy cái này hết rồi nè đó. Nè. Ủa nè 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 nè. Trời đất ơi. Nhỏ hơn nha. Ê anh nhỏ lông cho. Lucky, Lucky đem nhỏ lông. Ừ Lucky mà nhỏ lông còn hơn mà. Mà nhỏ lông mà mận dịch nữa mọi người. Đó, nhiều khán giả kêu trọng cắt lông á chứ. Nhưng mà giờ sao sao trọng cắt giờ trong đâu có cái nhà trong đâu có cái tông đơ. Đó. Không có cái tông đơ. Có người nói trời ơi sao Lucky thấy tội nghiệp gì mọi người. Nó thay lông là bình thường, con chó giống này là nó. Chồng hỏi các bạn chồng rồi. Có thằng, có người bạn chồng nuôi chó này trên TikTok nuôi giỏi lắm. Chồng mới hỏi là sao vậy đó đấy. Bình thường con này 5 tới 1, 2 lần lận. Đó, mình là 1, 2 lần lận gần. Thay ok. Đó, mình là 1, 2 lần lận bé thay đời gần xong rồi. Mai mốt này chồng tắm này trong sạc xè bông cho nó cái là nó hết luôn. Tắt đêm nay nữa, đêm nay với đêm mai gì nữa là gần hết rồi. Mọi người thấy chưa, trọng nhổ cái là nó sạch rồi đó. Hồi sáng làm lần, chiều làm lần nè. Còn mấy cái lông này lông mới nè, lông mới cứng ngắc hả. Nãy có mấy cái này thôi, mấy cái xù xù ra nó sức hết rồi. Nhưng mà nó ra ngoài đó nhỏ hơn nhỏ lông vịt mần gà mần vịt nữa đó nè. Ngày cá chén vậy đó mà sắp đẹp rồi. Đấy, sắp đẹp rồi. Có khán giả nói chồng nghe chồng có chồng cũng thương lắm, có người khán giả nói thương lắm mà chồng cũng thấy cười nói trời ơi chồng ơi để cái lông con chó nó vô cái nào nó lây mấy con chó khác hít vô hoa. Trời ơi quý vị ơi không lo cho chồng hít vô chồng ho lông chó, nhầm khi con chó nó hít vô lông chó nó không có ho chứ mà chồng hít lông chó chồng mới ho nè. Đúng không mọi người, chồng với ông Di mà hít lông chó mới ho nè chứ nhầm khi con chó nó hít lông chó nó không ho đâu.
Thương chưa, thương chưa? Cứ một buổi chiều nào cũng vậy ra đây, đi vệ sinh, đi đái, đi ỉa. Nói thiệt với chào mọi người nha, nếu mà chồng sáng sớm chồng mở cửa ra đây, mà chiều mở cửa ra là chồng ở trong đó nó chả thèm đi toilet được. Nó thích đi ngoài này lắm, nó mát, nó mát rồi nó chill, nó feel không? Feel không lầm? Feel không lầm? Còn đây nè, đây nè nha, cái ông này nha, hồi hôm nha, hồi hôm nha, mọi người biết chưa, chồng ngủ, chồng cho nó ngủ ở trên, nó ngủ nó cũng đi ngủ tùm lum chỗ rồi, làm gì đây, nó ngủ tùm lum chỗ trên á, mà chồng cho nó ngồi chung, nó chồng coi tivi, nó ngồi như người vậy mọi người, con bắp á, nó ngồi như người ta vậy, nó ngồi như người ta để nó xem tivi với chồng á, ngồi ghế á, hai tay nó chắp bên bàn, nó ngồi y chang người ta luôn. Xong có cho nó ngủ, trời ơi ổng sáng tự nhiên mình cũng ngủ nướng khoảng 7 giờ mấy, tự nhiên sao mình nghe nhột nhột, cái tưởng tượng là chắc hình như là có kiểu đang nằm mơ vậy, tưởng ai đang hôn mình trong giấc mơ, giật mình thức dậy, ông nội bắp tôi, ông hôn môi mình chứ, ông liếm cái môi mình chuột chuột chuột, trời ơi trời, trọng tỉnh ngủ luôn mọi người. Bắp à, sao em cướp nữa cái nụ hôn đầu đời của anh vậy bắp? Ô là trời, không biết sao mà ông âm thầm ông lên giạc rồi, cái ông liếm mặt mình, ông liếm cái mặt mà cái môi mình hả trời, tôi lại ông bắp này luôn ấy, vừa phải thôi chứ, cho ông lên chơi, cho ông lên thấy ngoan quá, lên nó giỡn với mi, nó giỡn với mi mới đâu có làm gì mi mi đâu, mấy con kia lên còn ngừ ngừ mi chứ bắp không có, bắp yêu thương lắm. Đây là gì đây, ngồi đây nhà ông Nhật này là trọng nói thiệt nha, người ta không cắn ông là ông may lắm rồi đó. Cái tối ngày kiếm chuyện với người ta, mọi người thấy là cái clip nào nó chả sủa không? Đây nè, cô gái mắt hí này nè, cười cười chứ mà ha, mặt cười thấy chưa, chứ khóa dữ lắm, khóa kinh hoàng luôn, khóa như sủa mọi người, nửa đêm nửa hôm vậy đó, nghe tiếng sủa lạ bà hay không đó, bà thấy cái gì bà sủa, như chó mực nó thấy ma hay sao á, nó chồng nói thiệt, bây giờ ban đêm nhầm khi không con nào sủa, mà chỉ có con này với con Coca hay sủa nha, thì Coca nó là mực tiền mà chó đưa lưỡi đen, ta đồn chó lưỡi đen thấy này thấy kia, nên là nhầm khi không biết phải không nữa, mà mấy con đen hay sủa lắm. Bà này thì bữa nay đỡ rồi, đỡ láo táo rồi, thấy gì chứ thương lắm đó, nó cũng khá dữ lắm chứ không đơn giản đâu, đừng có ai mà nghĩ là xấu xí tội nghiệp nha mọi người, bữa nay bự lắm đấy, con cái là nó hiền, là nó không có ăn hiếp ai thôi, chứ quậy nè, phá nè, trốn đi chơi đồ nè, đào đất bươi hang nè, cắn đồ nè, là cũng là số dách đó, chứ không phải là hiền gì đâu nha, chứ mọi người đừng tưởng lầm nha. Còn bữa nay là đẹp rồi nè, trong mới nhổ lông như lông vịt kia, cái là đỡ rồi nè, sáng mai nữa người ngày mốt nữa là hết rồi, hai ba ngày nữa là này là thành Mỹ Nam rồi nè, cái vết ghẻ hồi xưa nè, đi trị bệnh nè, bữa nay nó ra lông nó cũng gần bằng, lông nó ra gần dài gần bằng mọi người rồi, xấu xí nè, có xây lưng là tưởng như chó Phú Quốc vậy ha, không phải, ông này quậy dữ lắm, cái kiểu mà cái lông là biết ở dơ rồi, cái lông cái màu thôi là biết ở dơ rồi, cái này đen đen vàng vàng bẩn bẩn rồi, quậy dữ trời lắm, còn chơi những trò dơ không nè, trời ơi nè, như đó nè, hôm nay cái chai cái vú nó bên này thòng hơn rồi nè, mọi người thấy không, đó, mọi người thấy cái trái vú của con nè, con tỷ không, nó dài hơn rồi đó, chắc đẻ ít thôi, chắc đẻ ít thôi, không đẻ nhiều đâu. Miếng giải nghịch hết để chưa, cái gì cỏ bên này nó cũng tốt, qua dịch mới cắt được, giờ cắt được. Bé nhẹ nha, bé nhẹ bụng bầu em nha, nay em thấy chưa, nay cái vú nở rồi đó. Ôi trời ơi, biết bà cũng nhặt. Nãy con da nó bênh luôn, chịu luôn. Hai đứa này giờ tình cảm lắm. Chồng sẽ làm cho nó cái chuồng mọi người, cái phòng đẻ đàng hoàng. Chồng nói cái lấy cái này nè, chồng lấy cái lồng sắt này nè. Nó đâu tự đẻ được đâu. Chồng lấy cái lồng sắt này nè, cái chồng cắt cái này đi mọi người, chồng chừa cái lỗ này thôi.
chồng chừa cái lỗ này thôi, cái chồng lót niệm bên trong và chồng sơn lại cái lồng này, rồi xong cái mình lót niệm bên trong, rồi là mình làm cho nó cái ổ cho con trong này nè. Đó, thấy chưa, chồng cắt bỏ cái này nha, chọn cái lỗ này, thậm chí là có cái này luôn được mình treo lên gì nè, lỡ mà có cần thiết mình đẩy cho con lại gì nè. Đó, bên trong chồng sẽ lót một miếng niệm, rồi áo quần độ này do cho đẹp đẹp màu mè đâu các thứ cho nó làm cái ổ đẹp. Nhặt mới bắt hôm nay gây sự. Cô Út Nhặt mà ai mà chả gây sự với nó, nó chả ai nó gây sự ở đây. Bắp nó giỡn mà Út Nhặt là gây sự. Út Nhặt đó nó thiệt chứ mọi người là chuyên gia gây sự luôn. Nó sủa gầm vậy đó. Người ta đã đi rồi, quay lại đấy đó. Bó tay rồi. Tí tí. Em từ ngày em có bầu rồi bắt đầu em điệu đời lắm nhé. Điệu chứ, mới mốt bà đẻ bà còn điệu nữa. Điệu thua rồi. Bế cái sờ cái này ứ. Em gì vậy? Còn điệu nữa. Tới bà này đẻ còn điệu nữa nè. Cái gì vậy? Nó không dám cho đẻ nè mọi người, không dám cho lượm đẻ đâu. Lượm đẻ nữa chắc chồng xỉu luôn. Ôi trời ơi, nó đến cữ là nó rình nó đi hết như tỉ tỉ à. Xung quanh nhà chồng có nhiều chó đực lắm. Nên là mình nuôi ấy, mình thả kiểu này nè, mình đâu biết được, biết đâu nó chu đít ra ngoài cái này dính thì sao? Không biết con của ai nữa này nè. Không, con của Nhặt rồi. Bên nhà con hàng xóm có ngày nào thôi, có hàng xóm, mà con hàng xóm cũng đẹp luôn nữa, con cho được hàng xóm rất là đẹp, nó nhỏ mà nó ngồi như tượng đá đấy. Ừ. Ngồi như hóa đá luôn. Kìa mọi người dừng kìa quái con trâu ngoài kìa, mọi người biết làm gì không? Trâu á, bây giờ nói thiệt, thả ra cái đền trâu nó liền, nó cắn ngay, nó cắn hai lần trâu rồi chảy máu luôn đó, chảy máu đùi đấy, người ta la làng la sớm mấy lần rồi đấy mọi người, nó gặp con trâu nó mê lắm, đúng người ta nói rồi, như trâu với chó mà. Nó gặp con trâu một cái là nó mừng tắm đuối luôn. Nó to vậy, nó cho nó vắt chân lên người cái là vắt chân cái lên người luôn. Chiều nay là con nhỏ này nè, nó ăn cái cục này là xong rồi. Mắt khí nè. Nó giữ cái cục này từ sáng giờ rồi. Cái cục mà cục xương nè, nó ăn từ sáng tới giờ này, cục xương da bò. Sáng còn cục chọn đưa ra nó cạp tới giờ nó giữ mãi luôn á. Bây giờ da bò mà nó cắn riết thì nó cũng có cái nước béo béo. Xấu xí sao ăn cỏ con? Ăn cỏ là chút ói. Chó mọi người biết không? Nó khi mà nó nấu ăn cái gì hoặc là nó muốn ói là nó chạy ra nó sẽ ăn cỏ. Nó ăn cỏ là chút vô nó ọc ra. Đi được mới lạ. Ai dám chở ông đi? Ngồi ông cao hơn tôi. Nó mạnh lắm. Đây tài thiểu đây. Đó, thấy chưa mọi người thấy chưa? Bởi vì không xây dựng kiên cố thì có nước mà đi kiếm nó chắc chết luôn. Lúc đi ra ngoài nó không biết đường về. Một cái bỏ đi luôn. Chạy thẳng luôn. Nó chạy ghê lắm, nó ra ngoài nó phiên ngựa luôn á. Tí. Ôi, người ta sắp làm mẹ rồi, người ta sắp đẻ rồi. Người ta sắp làm mẹ thiên hạ ở nhà này rồi. Ông này khiếp thiệt chứ, đúng là mẹ Phương cá cha con. Giỏi thế chứ. Về cái là hốt người ta có bầu liền nha. Phương cá cha nha, mai mốt qua nhận cháu nội về nha, tôi không có nuôi nổi à. Clip này không biết ông Phương cá cha coi không, mà nói ông Phương cá cha mai mốt qua nè. Nè, con trai của ông nè. Nè. Nè, giờ làm như nhỏ em gái tôi nè. Bầu bì nè. Phương cá cha qua đây nha. Phương cá cha mai mốt là phải đi xe đây đón cháu nội về. Đây tôi nuôi không có nổi. Đấy, mọi người nhìn nè. Ôi trời ơi nè. Đấy. Cá to hơn lùn. Lùn mới nói gì? Đã tên lùn rồi mà. Cá to ngang với bắp rồi. Đã nói lùng rồi mà ăn thua gì? Bắp vẫn to nhất. Bắp vào đây không?
bệnh ghê luôn mà sao con bệnh, bệnh còn bệnh gì, hồi đó còn bệnh sa bàn nữa chứ không phải bình thường đâu. À, quên, hỏi mày quên kể mọi người, nó bệnh sa bàn nữa chứ, đi không được nữa chứ. Bây giờ cái chân nó còn có thật tật đấy. Nào mọi người thấy không, cái chân bên này của nó nè, là nó một cái xe hồi đó nó sa bàn đó. Bây giờ nó vẫn còn hơi bị sụp xuống đó. Nó béo quá rồi. Nhưng mà nó vẫn nó mình trị hết rồi, uống canxi. Cứ như uống nhạt đi em. Uống nhạt nó cắn thiệt không đó, nó bay lên nó cắn thiệt không đó. Tí nó cứ muốn vuốt đi. Thôi, không chơi mấy ông nữa. Ghê quá. Nó bị sa bàn bây giờ cái chân nó vẫn còn mà thấp thấp. Nhưng đâu có làm được, chỉ có duy nhất là chồng có hỏi bác sĩ rồi. Nếu mà giờ nếu mà nó nhẹ thôi, còn nếu nó nặng là phải mổ cơ. Và bó chân lại cho nó nằm thời gian. Đâu có được. Chị đẻ đã phải đi bác sĩ rồi. Ừ. Mất tiền mới chị đi rồi. Lại mất tiền đi đẻ nè. Mấy triệu đấy. Chơi đi bệnh viện ung phụ sản. Chó. Đi từ chỗ. Về đẻ cái tao đem con về. Ba con nhỏ xí này. Sao út lượm ăn rồi chưa giờ mà mày còn vẫn còn có bầu vậy lượm? Ăn quá trời quá đất. Còn bữa nay là chiều nay thì bà vừa leo tôi là me cái cục này hồi sáng đến giờ rồi nè. Cục xương da bò nè. Chứ nó không dám ăn cơm, nó ngồi nó giữ cục xương ở ngoài cửa đấy. Sợ người ta lấy mất của nó. Nó mê cái cục này từ hồi nãy tới giờ này. Thì ghê chưa? Mà cái lỗ tai nó rất là ngộ nghĩnh nha. Này. Đấy. Này hồi xưa mẹ mày đi quan hệ với ông Thỏ hàng xóm này mới đẻ ra mày đấy, cho mày biết. Mày cắn giấy rồi nè, bởi vì đồ gặm nhấm đó, mới gặm giấy tờ của chủ cũ đó. Người ta mới đòi giục, đòi giết đó. Thì đó, phải nó đừng có ấy thì thả bầy ngỗng ra đi, ngỗng đi luộc hết nêu đi. Giờ mày cũng bắt được rồi. Đó, giờ thả bọn này nó xôi. Giờ thả là ngà ngỗng là thành ngỗng quay cho bọn này liền chứ đừng có nói. Ở ngoài đó mọi người thấy có con trâu, mấy người nó mè lắm. Em nhìn xí cao, xí cao mà. Đây nè. Trời đất ơi, chân dài nè. Mặt ốm. Nay lớn rồi, trưởng thành rồi, đỡ lao táo hơn rồi, ít ngoắc đuôi hơn rồi. Cái đuôi nó ngoắc ghê lắm mọi người, nó ngoắc bạc vậy đó. Nay đỡ hơn. Anh chả đi nó béo gì. Không có nhiều con nó không béo được. Này nè, con Pepsi béo đâu. Pepsi cũng ăn mà Pepsi nó ăn ít lắm mọi người ơi. Nó ăn nó nhảy xuống, nó ăn vừa đủ nó nhảy lên liền. Ừ. Mọi người biết là Pepsi lại xuống nó ăn vừa đủ lại lên à. Có nhà bởi vì mình nó có nhiều con mình không có, nó có tính cách riêng. Con thì nó ăn nó ép, tao nói là nó ép nó ngồi nó liếm rồi nó không còn một miếng gì. Còn con thì nó ăn vừa đủ nó nghỉ. Chả thèm dành ăn, ăn no nghỉ. Bắp ơi. Bắp ghê lắm nha, bắp ngoan lắm nha. Bởi vì mấy người mập mập nó ngoan lắm mọi người. Hiền ngoan. Người ta nói là mập dễ thương. Đó nó đúng. Thích chỉ. Lượm. Con lượm tính ra là cái bụng bầu của con lượm là nó to hơn tỷ. Người ta là có bầu mà cái bụng người ta nhỏ hơn cái người không có bầu. Ồ. Và bây giờ thì trọng cũng xin được ao video ở đây. Xin chúc cho tất cả mọi người có nhiều niềm vui. Và nhớ ủng hộ kênh trọng nha. Chỉ cần ủng hộ và cho trọng một cái xem hết. Rồi cho trọng một cái like. Thế thì được rồi. Còn nếu mà vui thì comment. Tặng trọng một cái comment. Nè bắp. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Cho lỗ tai mày làm gì bắp? Lỗ tai mày sao mày ship vô đây vậy? Bẻ ra. Ôi trời ơi. Bye bye tất cả mọi người.